CNTV xin chào các bạn. Vâng, trong clip này CNTV xin được chia sẻ với các bạn những kiến thức tìm hiểu được về nguồn gốc lịch sử của chiếc áo dài Việt Nam. Nếu như mà hanbok là chiếc trang phục truyền thống của xứ sở kim chi Hàn Quốc, hay là kimono là bộ quốc phục của Nhật Bản, thì Việt Nam chúng ta có bộ áo dài là quốc phục mang hơi thở văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Vậy nguồn gốc lịch sử của chiếc áo dài ra đời như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu các bạn nhé. Vâng, từ năm 2000 trước công nguyên đến năm 200 sau công nguyên, thì đó là thời Hùng Vương đến văn hóa Đông Sơn trước khi chịu ảnh hưởng của nhà Hán. Thì người phụ nữ thời Hùng Vương thường mặc áo ngắn đến bụng, xẻ ngực và bó sát vào người. Thắt lưng thì có 3 hàng chấm trang trí những vân hoa trên mặt trống đồng hay khắc trên cán dao. Thời kỳ này, ta thấy trang phục Việt Nam đã được định hình rất là rõ rệt. Ví dụ như là trong cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng giai đoạn 38 đến 42 sau công nguyên, thì Hai Bà Trưng đã khoác trên mình bộ trang phục này của hai vị nữ tướng chống quân nhà Hán. Khi quân nhà Hán rất là khiếp sợ khi nhìn thấy bộ quần áo trang phục đặc trưng này. Tiếp theo là chúng ta đi đến thế kỷ 11 và 13, triều nhà Lý. Đây là một cái giai đoạn cực thịnh của triều đại phong kiến. Vua thời Lý đã ban hành những quy định trang phục để phân biệt giữa tầng lớp nhân dân và quan lại. Vua còn thể hiện tinh thần tự lập tự cường là không dùng gấm vóc của triều Tống mà sử dụng các chất liệu vải ở trong nước. Điểm nhấn là sự phát triển trang trí không còn những hình ảnh thô sơ đơn giản nữa, mà là những hình xoắn móc được thêu trên những trang phục thể hiện giao hòa ý nghĩa giữa thiên nhiên và cuộc sống con người. Sau thời nhà Lý thì tiếp theo là thế kỷ 15 và đến 16 là nhà Trần đến nhà Tiền Lê. Vâng, điểm nổi bật của trang phục phụ nữ Việt Nam thì chia làm hai giai đoạn từ thế kỷ 13 đến 15, đặc trưng với là phần tay áo có phần ống tay rộng, áo choàng có ổ, có cổ áo phách sâu rộng bên trong và mặc một chiếc yếm quây. Thời kỳ đầu nhà Trần và nhà Lê được thế kỷ 15 đến 16 thì là được may kín đáo hơn với cổ tròn, ống tay gọn gàng. Tuy nhiên là thời áo quần áo của phụ nữ thời kỳ này mang đậm nét của văn hóa Trung Quốc nên cái kiểu cách này không được nhiều người hưởng ứng. Tiếp theo chúng ta đi đến thế kỷ 16, thời nhà Mạc. Vâng, quần áo của phụ nữ thế kỷ 16 thời nhà Mạc này đã rất gần với chiếc áo tứ thân, khăn mỏ quạ của phụ nữ Việt Nam vào thế kỷ 19-20. Ở giai đoạn này, phụ nữ quý tộc còn mang những cái dải xiêm nhiều màu sắc rủ xuống chân, góp phần mang lại cái vẻ đẹp yêu kiều thướt tha. Cũng như trang sức thì cũng nhiều kiểu dạng hơn, như là vòng tay hay là khuyên tai hình tròn hay hoa sen, rất là đẹp mắt. Sau thời kỳ nhà Mạc thì chúng ta đi đến thế kỷ 17 và 18 là thời kỳ Hậu Lê. Ở thời kỳ Hậu Lê thì xuất hiện nhiều trang phục khác nhau với bộ váy áo thể hiện được nét văn hóa riêng. Những trang phục của người phụ nữ Hậu Lê rất là kín đáo với nhiều lớp áo váy mang màu sắc khác nhau. Đặc trưng nhất vẫn là phần ống tay áo của thời kỳ Hậu Lê rất là rộng, hay là bộ trang phục hầu gái với áo cổ tròn, có thể vạt áo dài hay là ngắn tay, xếp đơn lớp hay là nhiều lớp. Đó là quần áo của thời kỳ Hậu Lê. Chúng ta đi đến thế kỷ 18 là thời Hậu Lê đến thời kỳ Tây Sơn. Trang phục của phụ nữ thời Tây Sơn thì khá là cầu kỳ với các chi tiết thêu may tỉ mỉ trên trang phục. Trang phục phụ nữ thời Tây Sơn thì hơi giống thời chiến, vì đây là cái thời kỳ chiến tranh nên là họ trang phục này để thế nào nhỉ? Giống thời kỳ chiến hơn. Vâng, và chúng ta đi đến thế kỷ 19, thời kỳ nhà Nguyễn. Thì thời kỳ nhà Nguyễn là những năm đầu thế kỷ 19 thì phụ nữ cấm mặc váy vì mặc váy coi là dung tục, do đó là phụ nữ thời đó là mặc áo dài và quần. Sau đó thì là
Trong đời sống thời nhà Nguyễn, thế kỷ 19 là bắt đầu có sự thay đổi giao thoa truyền thống và đã hình thành khăn mỏ quạ, nón quay thao, áo tứ thân. Đó đã trở thành hơi thở và kết tinh là nền văn hóa của dân tộc Việt Nam đến bây giờ. Vâng, chúng ta đi đến giữa thế kỷ 20 cho đến nay. Giữa thế kỷ 20 cho đến nay thì văn hóa Tây Phương đã được du nhập vào Việt Nam, nhưng áo dài bắt đầu trở thành một thứ trang phục không thể thiếu trong đời sống xã hội. Từ tất cả các bà hoàng, công chúa đều mặc áo dài trong những sự kiện trang trọng. Nhưng thời kỳ ngày xưa thì có những trào lưu như là mốt Trần Lệ Xuân, các loại áo dài may sát đất để thể hiện cái khả năng rất là thướt tha yêu kiều, làm tôn được cái vóc dáng vẻ đẹp quyến rũ dịu dàng cho người phụ nữ Việt Nam. Hiện nay phụ nữ Việt Nam chúng ta cũng hay mặc tà áo dài trong những ngày truyền thống như ngày phụ nữ Việt Nam hay là những cái ngày đặc biệt của mình. Vâng, đó là những kiến thức CNTV tìm hiểu được về lịch sử của áo dài Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn.